Ôi qua kia rồi bà. Mày không cần làm gì là xong rồi. Lỗi quá chim. Hai game lỗi bao nhiêu hả? Hỏi rồi. Hỏi có tôi nói à. Hôm bữa mình coi các bạn nhớ không? Bà nội nó sao không nào kêu này thằng hậu béo sao không gió hụt không? Hồi nguyên gia đình nó bu vô nó đè đầu thằng nhỏ kìa. Anh lu ngày nào vậy? Cảm ơn em nha, lát anh coi lại cái donate sau nha. Nguyên gia đình nó bu vô đang hiếp mà. Ba thề. Trời nó hùa. Hùa nó đốc rồi. Ôi, Su Hào người Đà Nẵng. Đúng Su Hào người Đà Nẵng đây nè. Đây Su Hào người Đà Nẵng nè. Su Hào gốc hoa nè. Su Hào họ đang tính vô điện xem mình. Tên của nó là Hậu Béo nên tôi nói Su Hào lên cân. Đà Béo giúp Lu mua xoài 10.000 đồng. Anh có biết vụ tô đốc pha của Nam chửi Memphis City 2VN là Bắc Kỳ và hỏi có vui không khi châu Ba quay ngày 30 tháng 4. Có đặc Béo nha, anh không biết vụ đó. Anh không có theo dõi drama kỹ lắm đâu. Thì mày phải là người bên Tây Đốc cài qua không em tết. Nữa. Team này có một mình làm mũi đó chứ nó dạy có một mình thằng hero chơi game à. Mấy anh này không bao giờ thấy. Nhưng mà nếu mà Levi chạy xuống bot thì cái pha này nó lời hơn nữa. Pha này nó quá lời, còn nó vừa chấm được bot nè, sứ giả lát hồi ăn được. Để mình gửi câu hỏi phỏng vấn, xin phỏng vấn hero. Đó, không phải là một kèm một. Trường hợp của Secret là 10 người kèm một. Một mình thằng hero đánh là có tới 10 huấn luyện viên mình. Cái team này, team nguyên team là huấn luyện viên mà con mình hero là game thủ à, còn lại là huấn luyện viên không mà. Ở xíu nè, lấy miếng nước uống nè.
ấm không? Nghe không Thảo? Nghe anh em ơi. Nghe không? Thằng Hero nó bị cái là thứ nhất là nó bị rất là nhiều cái bất lợi, các bạn có gì đâu, từ mặt là tính cách cho tới ngoại hình, rồi phần nào đó là tuổi tác trong team nữa. Mình không biết là thằng Hedy với thằng Hero nào tuổi tác như nào, nhưng mà kiểu người nó vừa nhỏ nhỏ, nhỏ nhất luôn, nó là thằng nhỏ nhất, tướng nhỏ nhất đội, tính nó cũng hiền nhất tất cả mọi thứ. Những thằng như vậy dễ, thật ra bản tính con người về tâm lý chung của con người á là thấy thằng nào mà nhỏ hơn mình thì auto mình sẽ cảm thấy mình bự hơn, mà có khuynh hướng nó sẽ đè nén thằng nhỏ hơn xuống. Nó một cái, nó là một cái, mình nghĩ nó nằm ở trong mỗi người, nhưng mà cái sự khác biệt của con người với lại một số người thì người ta sẽ kiềm chế cái tính nó lại, nhưng mà nó luôn nằm trong bản chất. Ví dụ giống như là một cái ví dụ nữa là, ví dụ trong một tập thể mà nếu cái tập thể đó nó sẽ một cách tự nhiên là sẽ luôn luôn có một người muốn mình sẽ là người lên dẫn đầu. Thí dụ tập thể đó không có ai là người có tính cách gọi là thích làm người lãnh đạo cả, nhưng nếu như một cái tập thể mà không có người lãnh đạo thì tự nhiên trong cái khi mà cái tập thể đó vận hành thì sẽ có thằng nó vươn lên thôi. Thì ngược lại cũng có chuyện là nếu như bạn mà yếu yếu quá là rất là dễ bị đè. Lần nữa là những pha hồn gió Eddie đang có thể mạnh như được chọn và tóc đứng lên thả gấu ra lấy được khá nhiều thứ đến từ Eddie. Đồng hồ bắt buộc phải nhớ đến Zidane và Zidane đang không còn cái gì để có thể sống được cả. Tại vì chính hoàng tử ta đã phải nằm xuống rồi. Hiếu Ba đang lao lên đúng không? Và ngay lập tức một tối đi vào luôn. Abeas đã bị bắt đến từ một hướng nhảy vào đến từ Hero. Và ngay lập tức các thành viên còn lại của team Black cũng không thể nào thở nổi. Yoshino đang phải bỏ chạy nhưng dính một pha phản đồ nhảy vào nền. Một pha bò hút nhảy đến Hiếu Ba. Yoshino đang trong dạng bảo án. Hiếu Ba hết cách cứu đồng đội của mình. Hết cứu rồi. Và team Secret họ lật thương Super Baron. Chí mạng. Hai trong bối cảnh đối phương đang cầm Baron để đẩy và đó là một quyết định giao tranh. Tôi nghĩ là hơi dướn đến từ phía team Flash. Họ nên phòng thủ ở trụ 3, tôi nghĩ là tốt hơn. Họ đi đâu? Mày vô đây. Sao vậy? Nè mấy cái pha mà nó quáp lên á. Nè mấy pha này nè, mình cho nó sứ giả đúng không? Mình quáp lên á. Đó, pha này mình mít nè, xong mình phải quyết định lên. Mình bỏ ha, mình tới lúc này mình bỏ đúng không vậy? Pha này ép đi lên xong bắt về chạy anh đó đi, đừng có hướng quay này. Cái quay này là con dắt nó xuống được mà. Như Lan trong cuối đi. Kian sẽ là người cần phải được chạy. Họ muốn end game, họ muốn quyết định. Kian đang bật chiêu cuối cho người thân và ta đang gặp mọi người phút 1 và ngay lập tức trụ 1 bảo vệ nhà chính đã đổ một cú dịch chuyển rồi. Đó là chuyện end game đến từ anh Phát. Liệu ta end game đây không để cho Siri này giữ cho Gaddy lại. Ta đang muốn băng, ta muốn tấn công Gaddy. Gaddy lập tức có thể rút lui về. Ôi xong rồi. Và đâu rồi. Artifact. Artifact lên tiếng giọng giạc rồi. Cuối cùng thì Team Secret đã đổi chiến thắng chốt cuộc. Và Hero, Hero đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau hai pha của bản thân mình. Ôi quá kia rồi bạn. Su Hào lên chức hướng viên rồi, vậy là SD là được, cũng được auto lên phân tích viên rồi đó. Không phải lên chết nữa. Ý là đâu cần lên lắm, chừng lửa là vẫn thắng rồi mà. Lên giống gai là thắng rồi mà. Em tính lên lắm chừng lửa để... Không, cái lúc đó là tính về lên lắm chừng lửa để đánh rộng. Không mà đánh nhiều thắng luôn. Nhưng mà không sao, nó thắng rồi rộng được. Nó tay lan thì mình tay lan thôi, chứ tính nhiều lấy có gì đâu. Nó bắt về nó thắng mạnh. Thằng không, bắt về lấy được lửa. Đáng lẽ là game thắng rồi đó. Phải ở dưới lúc nó gờ vô xong mày không gờ đi. Lạy chúa luôn. Gọi bọn anh là Superman vì bọn
Ông có 1 HM vô mình nghĩ là cũng là một cái quyết định tốt từ bên phía của Team Secret. Tại vì cái chỗ thằng Hero là cái chỗ mà cơ bản là tụi nó tự góc nhìn của Team Secret là chỗ không ổn định. Thì có 1 HM, bổ sung 1 HM vô chắc chắn là nó sẽ là một cái điều tốt. Tại vì có hai thằng cạnh tranh với nhau thì tụi nó sẽ có nhiều nỗ lực hơn. Đúng rồi, Team Secret là mua được tuyển 2 thằng về nhưng mà được tới 4 thằng. Là tuyển được 2 thằng game thủ nhưng mà thêm được thêm 2 thằng content creator hay 2 thằng tiktoker nữa. Lời mà trả lương có một đầu à. Trả lương có một đầu mà xài được 2 chuyện. Quá ngon Team Secret luôn. Một mùa chuyển nhượng thành công.